Xin chào các bạn hiện tại tử thần thành tứ xuyên đã đi tới hồi kết của phần 2 vì vậy hôm nay mình sẽ gói gọn những tập cuối cùng và chúng ta cùng nhau chờ đợi tới phần 3 nha. Ở tập trước thì phiêu nguyệt đã bị phát hiện là do ba đứa trẻ bị câm bị điếc và bị điên tìm ra. Bây giờ chỉ còn lại huyết Phật và huyết lôi thập tăng không thể có chuyện hắn cải trang thành họ được cách nhà sư nhìn đám trẻ cùng minh nhạt với ánh mắt bất tin. Chính lúc này tiểu mã nãy giờ luôn đi theo hai đứa bé liền bước về trước nó nhìn chằm chằm minh nhạt thật ra là phiêu nguyệt với vẻ mặt dạng dỡ vốn có. Thằng nhỏ với cái biểu cảm chết chóc chừng mắt hỏi nam chính có phải là huynh không rồi cười lớn lên như thể thông báo cho đám huyết tăng. Vậy là không phải các sư thầy của tiểu lôi âm chuyên gia chờ cúng giường tìm thấy mà chỉ là một đứa trẻ kỳ dị bị bắt về làm vật nghiên cứu cắt đây vài năm. Ngay lập tức nó rút ra vũ khí rồi lao vào tấn công nam chính trong chớp mắt. Hình như là dùng sa lân thì phải và những vòng tròn sắc nhọn vây xung quanh đệ nhất sát thủ tứ xuyên. Tiểu mã tạo ra vô số vòng tròn chết chóc xé tan đi lớp run trang của nam chính mà chẳng hề thương tiếc thậm chí đánh tới nỗi mà trước mặt nạ ra người phiêu nguyệt đeo cũng bị cười bỏ. Thế nhưng trái với sự hốt hoảng mỗi khi bị phát hiện thì bây giờ người bối rối mới chính là tiểu mã. Ngương mặt của một nam tử tuấn tú hiện ra pha chút gì đó lạnh lẽo nổi ra gà làm cho thằng nhỏ sợ hãi. Từng hành động cử chỉ ấy được hắc ám nhìn từ đầu đến cuối và hắn còn kinh hãi hơn chỉ muốn bỏ chạy. Bóng ma chạy xuyên suốt qua cao nguyên Tây Tạng trong nhiều ngày đến mức làm cho tên ấy nghĩ là gặp ma nhưng không phải. Ở thành đô phiêu nguyệt chỉ mang cái danh thiên chủ của thiên hương lâu nên không ai lạ gì ấy vậy mà vị thiên chủ tưởng như vô hại ấy lại chính là tên gây náo loạn khiến nga mi và thanh thành phải phong ngôn tiểu mã vẫn làm tròn vai của một con chó săn là giết chóc nhưng lại chẳng hề đả thương được phiêu nguyệt mặc dầu anh chỉ có ngồi im một chỗ Quỳ an cũng là nạn nhân của vụ bắt cóc năm xưa bây giờ cũng như hắc ám khi đang quan sát bảy cái vòng xa lân của thằng bại hắn ta không hề ngồi yên chỉ là đang dùng chân khí như sợi chỉ để đẩy lùi những đòn tấn công của tiểu mã mà thôi quý an chẳng thể nào tin nổi trên đời này lại có loại người dùng cách thức ấy để đối chọi lại với những sát chiêu trí mạng kia Quả đúng như đứa trẻ ấy suy nghĩ vì phiêu nguyệt chẳng coi thằng bé trước mặt mình là cái gì cả nếu thích thì có thể ngắt đầu lúc nào cũng được. Cuối cùng khi đã quá nhức đầu vì tiểu mã cứ hỏi lên hỏi xuống đánh tới đánh lui anh đành kết thúc mấy ngón võ mèo ấy. Từng sợi thu hồn ti mỏng dính như thể vô hình luồn lát rồi kẹp chặt bảy chiếc vòng đang xoay với tốc độ chóng mặt. Sau khi định hình lại được mọi thứ phiêu nguyệt chậm rãi giọng lạnh như băng hỏi tên họ của tiểu mã. Đứa nhỏ ngây thơ hiện hữu vẻ mặt vô cảm cũng cụt ngủn nói ta chính là tiểu mã của tiểu lôi âm tử thì ra là người chính là em trai ruột của A Minh có phải không nào câu nói ấy khiến cho thằng bé giật mình vì người đó chính là huynh đệ ruột thịt trong nhà. Thế là không có cuộc tấn công nào nữa tiểu mã bắt đầu liên tiếp truy hỏi về những người thân trong gia đình của mình. Ta đã từng gặp hắn ở ngôi làng nhà ngươi từng sống và cả phụ thân của ngươi nữa. Sau khi nhìn thấy tiểu mã có chút dao động trong lúc nói chuyện với phiêu nguyệt thì huyết Phật đã gào ầm lên phá đám. Ai nấy đều cảm thấy bất ngờ trước khuôn mặt anh Tuấn tuyệt mỹ nhưng lại có chút xanh sao của kẻ xâm nhập một phần bọn họ không ngờ kẻ khiến họ khiếp sợ đến mất ăn mất ngủ lại sở hữu dung mạo tuyệt trần như thế. Có điều tất cả chỉ cảm thấy trong một chốc mà thôi nên các huyết tăng lập tức tỉnh táo lại rồi nâng cao sát khí. Hắn ra lệnh cho hắc ám cùng ba đứa trẻ và cách đàn em thân tín muốn làm gì thì làm chỉ cần bắt sống phiêu nguyệt mang về làm lô đỉnh. Tử thân thành tứ xuyên chẳng mảy may dao động mà chỉ là anh đang vận khí tạo ra tam muội chân hỏa trước khi phóng hỏa nơi này nam chính nhắc tiểu mã không muốn thành con chó thui thì mau đi ra chỗ khác anh vung tay ra một đường mặc kệ bên trên huyết phật có rên gì ngăn lại thì toàn bộ khu vực đã bị thiêu cháy đình tròi gì đó thôi khỏi phải tả vì nó đã trở thành một tàn tích lâu năm hừng hực những ngọn lửa nóng bỏng đám ma tăng hò hét chạy loạn cố dập lửa nhưng rất khó vì đây không phải là loại lửa bình thường khi đã đạt đến cảnh giới nhất định võ nhân có thể tạo ra những thứ sức mạnh không thể đong đếm và phiêu nguyệt nằm trong số đó chẳng ai còn quan tâm đến kẻ lạ mặt mà hắc ám kể khổ sống giờ chết giờ nữa vì tính mạng là quan trọng huyết phật nhăn hết mặt tự hỏi từ khi nào mà tên khốn ấy vào được đây rồi lên kế hoạch phóng hỏa đốt nhà của ta gã biết ngọn lửa không bình thường nhưng rốt cuộc thì cố tình lộ diện và đang muốn dở cái trò gì đây mặc dù phải đối mặt với sát khí đùng đùng nhưng phiêu nguyệt vẫn không chút dao động hắn đã che giấu thân thế trước mặt ta từ khi nào có vô số câu hỏi mà chắc chắn đến chết huyết phật cũng không tìm ra được câu trả lời khi A Minh ra ngoài thì đứa trẻ tên Tiểu Mã đã bị bắt cóc và trở thành một con quái vật thế này đây phụ mẫu của nhà ngươi đã cầu xin tạm cứ giúp các ngươi đấy phiêu nguyệt lên tiếng. Tiểu Mã hạ mắt xuống rồi lẩm bẩm thở dài hóa ra hai người họ vẫn sống thật may quá là chưa chết nhỉ. Ta vẫn còn nhớ hình ảnh ta chặt đứt cánh tay của phụ thân vì không muốn giết ông ấy và để đánh lừa bọn chúng nhìn người cha của mình nhịn đau giả vờ chết vì không muốn gây rắc rối mà ta thật đau lòng quá. Nói rồi thằng bé hỏi nam chính xem nên thoát ra bằng cách nào thì anh đã từ chối và cũng nói thẳng mình không phải đến đây để cứu người ta đến chỗ này là để giết chết hết tất cả những kẻ liên quan đến tiểu lôi âm tự. Nghe câu trả lời ngắn gọn của phiêu nguyệt tiểu mã bất giác nhăn mặt hỏi đi hỏi lại xem có thật hay là chém ghéo. Biết vị nam nhân trước mắt không hề đùa dưỡng thằng bé như chúng số lộ ra bộ mặt tươi như hoa rồi cười lớn hơn. Những đứa trẻ khác có thể đã quên đi sự tồn tại của song thân thế nhưng không hiểu lý do gì mà tiểu mã lại nhớ rõ ràng đến như vậy. Chắc là do thằng nhỏ đã tự chặt tay cha mình nên mới có cơn giận mãnh liệt như vậy để nhớ mà giả thù tiểu mã hết lên ta cũng muốn ta sẽ giết chết hết đám ma tăng hay đòi cúng dường. Việc bị Quý An phát hiện hoàn toàn là một chuyện nằm ngoài tính toán của phiêu nguyệt suốt mấy ngày biến thành minh nhạt nam chính đã làm được rất nhiều thứ. Đột nhiên hắc ám buông bỏ nỗi sợ chạy đến ngăn cản đám đệ ruột từng coi là thủ hạ thân tín nhất tiểu mã khốn nạn sao dám phản bội tiểu lôi âm. Với một giọng nói kiêu ngạo thằng bé đáp lại đừng nghĩ ta sẽ đi theo ngươi bởi vì ngươi xem bọn ta không khác gì là nô lệ còn gì có lẽ hắc ám không biết khi hắn phá bỏ giới hạn não bộ của bọn trẻ cũng chính là lúc hắn gỡ bỏ mọi sự tẩy não cùng sự kiểm soát tinh thần mà mộc viên áp đặt lên người có thể thấy ân diệu và quý an sẽ tuân theo bất cứ quyết định nào mà tiểu mã đưa ra dù bọn ta không nhớ gì về huynh đệ phụ mẫu nhưng cũng không thể tha thứ cho việc nuôi đã làm với bọn ta ở chỗ này sau khi bị mộc viên bắt cóc những đứa trẻ đã phải sống trong cảnh kìm nén những thứ như oán hận phẫn nộ tham vọng muốn phá hủy mọi thứ và rồi hắc ám điều khiển bộ não của bọn chúng khiến cho những khao khát bị đè nén bấy lâu nay như được bộc phát gương mặt của hắc ám trở nên méo mó khi chứng kiến khung cảnh khó tin đang diễn ra trước mắt tuy nhiên hắn sẽ không thể làm gì vì tranh thủ lúc nói chuyện rất nhiều thu hồn ti đã bám lấy cơ thể và trói lại Vài vất vả thế nào mới đi theo được tên đó có lẽ phiêu nguyệt sẽ không tha thứ cho chuyện dám bắt cóc người vô tội lại còn là chủ mưu vụ giết chết sugar baby của mình ở thiên hương lâu nữa chứ chắc chắn chúng ta sẽ chẳng cần đoán mà có thể biết được cái kết của hắc ám sẽ là rất thảm khốc cho mà xem phiêu nguyệt tiếp tục ném thẳng ngọn lửa xuống sàn mồi lửa tuy nhỏ nhưng kết quả mà nó đem lại thật quá sức khủng khiếp ngay lập tức một đám cháy lớn bùng lên ngọn lửa nhanh chóng thổi phồng tới tận nóc của đại điện. Những hòa thượng đứng quanh ngọn lửa thét lên bởi vì khi hít phải làn khói ấy bọn họ cảm thấy nghẹt thở và choáng váng. Nếu là một đám cháy bình thường tuyệt nhiên sẽ không thể nào bùng lên với một tốc độ đáng sợ như vậy được. Trong suốt mấy ngày qua Phiêu Nguyệt đã thấm dầu xuống sàn của Vạn Nguyệt Điện và giấu tiêu thật ở bên dưới. Giữa ngọn lửa cùng làn khói đỏ rực tiếng la hét của những hòa thượng vang lên không ngừng một huyết tăng chạy đến bảo huyết Phật mau chạy đi rồi cũng xin cho mình hoàn tục để về với vợ với con nhưng huyết phật đã từ chối đề án của đàn em ngay lập tức chẳng lẽ giờ chúng ta phải khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc đám đệ tử bị tên sát thủ ấy tàn sát hay sao nhưng nếu bây giờ không tránh thì tất cả sẽ bị cuốn vào mồi lửa chúng ta không thể chỉ vì hắn mà đánh đổi toàn bộ đệ tử cần mở ra con đường thoát thân rồi bắt về sau cũng không muộn mà không nhìn tận mắt cũng biết phiêu nguyệt lúc này đang hòa mình vào ngọn lửa và làn khói để ám sát bất kể một ai thuộc tiểu lôi âm huyết phật tức nghẹn ứ trong cổ vì quá cay cú nhưng sẽ phải làm như nào đây bọn chúng vốn muốn dùng nhi lang đội để tìm ra tên thích khất đang lẩn trốn nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích bằng một lý do nào đó nhi lang đội đã về phe của phiêu nguyệt khiến cho hắc ám cùng huyết phật lúc này không khỏi tức giận và cũng không kém bàng hoàng đôi mắt huyết phật lóe sáng và cang khí đáng gờm đang ngưng tụ trong tay lão lộ ra gây gớm người đứng đầu tiểu lôi âm hô một tiếng rồi vung tay ngay lúc đó khí vận tựa rông bão nổi lên và quét qua đại điện con rồng đỏ to lớn ấy đã xuất hiện được hình thành từ thiên long tầng tầng vô thượng cang làn khói cùng ngọn lửa lấp đầy bên trong đại điện cùng con rồng theo lỗ hồng lớn bay ra ngoài đó thực sự là một sức mạnh đáng sợ. Sau khi tạo ra đường lui cho đàn em từ trường pháp huyết phật tiếp tục tung đòn để tấn công nhằm giết chết phiêu nguyệt. Ngọn lửa hắn tạo ra đã đẩy lùi tam muội chân hỏa cùng với những độc dược mà nam chính trôn từ lúc giết chết đỗ banh dưới hầm ngục. Căng khí dạng rồng đỏ ấy đã nuốt trọn khói cùng ngọn lửa trong đại điện và đục một lỗ hồng lớn ở tường nếu mục tiêu của thiên long tầng tầng vô thượng cang không phải là bức tường kia mà là cơ thể của con người thì có lẽ cơ thể ấy sẽ bốc hơi trong chớp mắt mà không để lại một dấu vết gì rồi các hòa thượng cố gắng đứng dậy khi những thứ cản trở tầm nhìn và hô hấp đã biến mất huyết phật quả là kẻ rất mạnh nên mới xứng đáng đứng đầu ở tiểu lôi âm trong mắt phiêu nguyệt tiểu mã cùng những đứa trẻ kia cũng giống như những con báo tuyết đang săn mồi vậy vì thế nên tranh thủ lúc hỗn loạn cách thứ nam chính rủ đám nhóc chạy ra khỏi rồi tính toán tiếp còn thầy ông nội huyết phật thì đảo mắt như ngang con tìm kiếm kẻ địch những hòa thượng chố mắt ra nhìn cảnh tượng thảm khốc ở trước mặt đều im lặng sau khi hắn chửi loạn xạ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đó mà phiêu nguyệt cùng những đứa trẻ đã tấn công và hạ gục số lượng lớn huyết tăng có khi nào tất cả bọn chúng đều đã bị đánh bại đến tan xương nát thịt bởi đại pháp của ngài pháp tông không ạ gương mặt lão tràn đầy giận dữ lão độc thủng tường cũng là vì muốn xem phần thắng sẽ thuộc về ai ở trong đại điện này hà cơ gì phiêu nguyệt cùng với những đứa trẻ đó lại chui qua cái lỗ đó và đào tẩu cơ chứ tên khốn nạn tất cả cách ngươi hãy mau truy tìm rồi mang hắn về đây cho ta quả là một hành động sỉ nhục huyết phật ta sẽ đích thân bắt lấy hắn và giết chết một cất man dợ nhất những đứa trẻ đã được phá bỏ giới hạn của não bộ sở hữu giác quan nhạy bén mà một người bình thường không thể sánh bằng cũng nhờ có thế mà bọn nhóc thoải mái hành động rồi bỏ trốn theo phiêu nguyệt huyết phật đã chán trường khi phải ngồi không chờ đệ tử của mình đi bắt lấy kẻ thù rồi từ vụ hắc ám rồi đến đám cháy may thay đã nhận ra những vết máu để lại lão vừa di chuyển thì huyết lôi thập tăng chạy theo như cuốn phía sau bọn họ có ma la huyết tăng cùng những hòa thượng khác đang truy sát cùng những vết máu đã kéo dài đến nơi này có lẽ bọn chúng bị thương sau đỏ tấn công của Pháp Tông tôi đã cử đội tiên phong tới rồi nên chắc chắn họ sẽ đến sớm thôi thường ải. Phiêu Nguyệt bị những hòa thượng do huyết Phật dẫn đầu bám đuôi chạy vào một đại điện lớn. Đó chính là vạn pháp điện và gã hắc ám trưng ra vẻ mặt nghi ngờ bất giác người thấy có mùi không ngon. Vạn pháp điện là nơi quen thuộc đối với hắn vậy nên hắc ám mới cảm thấy khó hiểu khi Phiêu Nguyệt lại chạy vào một nơi quen thuộc đối với mình như thế. Nỗi nghi ngờ của hắc ám nhanh chóng được giải đáp bởi vì Phiêu Nguyệt đã biến mất vào không gian dưới lòng đất. Ngay lúc đó gương mặt của tên dị dạng trở nên tái mét khi nhận ra ý đồ của nam chính sắp làm là gì. Hắn ta cảnh báo cho tất cả mọi người rằng nơi đây rất nguy hiểm cũng chính là nơi nghiên cứu độc dược của Độc Vương và cách đồ đệ. Chẳng ai quan tâm cả bởi vì những tiếng thét của tên đó đã bị chôn vùi trong tiếng hối hả dưới sự thúc ép tìm người của huyết phạc rồi. Ở bên trong là nơi sinh hoạt và làm việc của Đỗ Oanh đã chống trơn chỉ toàn là độc dược dĩ nhiên những ma la huyết tăng đã thành con tốt thí mạng do không nghe lời Hắc Ám. Chỉ cần hiện hữu trong không khí thôi thì cũng đủ giết chết hàng chục người cảm giác miệng nôn trôn tháo ôm đũng quần rồi khó thở và dẫn đến tử vong ngay lập tức. Nếu không phải là những hòa thượng sống tại vạn pháp điện thì không thể hiểu rõ lối đi dẫn xuống tầng hầm này được. Người biết rõ chuyện này nhất chính là huyết Phật nhưng hắn không sao dừng lại vì mối thù với phiêu nguyệt kẻ xâm nhập không mời mà cứ vào. Các huyết tăng ở phía sau nhận ra khí độc đang tiếp tục lan tỏa thì nháo nhào nhắc nhau nhịn thở rồi bịt mặt lại. Đỗ Hoanh là người bào chế độc nếu chúng phải độc dược của lão cho dù có là cao thủ nội công thâm hậu đến mấy cũng khó lòng giữ được tính mạng. Huyết Phật là đấng chí tôn của tiểu lôi âm tự nhưng lão chưa từng đến chỗ ở của thủ hạ chuyên bào chế độc sự phẫn nộ khiến cho người ta mù quáng và chính sự mù quáng đó đã thu hẹp tầm nhìn của con người. Huyết Phật dù là sư thầy hay trụ trì thì cũng vậy và giờ hắn muốn thổi tung nơi đây nhìn thấy thế các huyết tăng cảm thán lại càng tôn kính chờ đợi bề trên ngăn chặn khí độc rồi đuổi giết phiêu nguyệt tiếp sau khi cách ma la huyết tăng mất đi hàng chục đồng liêu sự phẫn nộ của bọn chúng dâng đến tận trời xanh trong đầu chúng hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là phải bắt rồi giết chết tên thích khất đê tiện kia bi kịch vẫn chưa kết thúc thì sệt hàng chục cái âm thanh không khí bị thứ gì đó cắt ngang không ngừng vang lên trong bóng tối các hòa thượng đang nín thở để tránh thất bộ truy hồn tán đột nhiên hét lên thất thanh rồi gục ngã ngay trước mặt huyết phật mọi thứ đến quá nhanh đến nỗi làm cho hắn đang dặn trưởng bỗng khựng lại tự hỏi cái không động này là đâu và tao là ai Bảy chiếc phòng tiểu mã phóng ra lúc vừa xong đã lấy mạng các hòa thượng đám trẻ lộ diện từ bóng tối khen phiêu nguyệt tính toán như thần. Ma binh từng được tiểu lôi âm tự dùng lại chính là thứ xé toạc cơ thể của các hòa thượng và cái người thủ phạm lại chính do bọn chúng nuôi dưỡng thì có nhục không cơ chứ. Trước đó nam chính đã yêu cầu lũ trẻ muốn sống thì đi theo mình với điều kiện đừng có hỏi nhiều làm gì cho mất thời gian. Phiêu Nguyệt biết ở không động trong vạn pháp điện có nhiều cơ quan cạm bẫy nguy nan trùng trùng. Anh cố tình để lại máu tạo giả dấu vết dẫn chúng đến và thật không ngờ đến là để Phiêu Nguyệt đào mồ chôn tập thể. Ta sẽ không để chúng chết một cách dễ dàng và sẽ dụ chúng vào bẫy rồi dùng chất độc giết chúng từ từ. Tiểu mã khá bất mãn vì lúc đầu hứa là cho cắt cổ từng thằng sau giờ lại lôi ra vụ độc dược chất độc chưa đủ để giết hết hơn nữa ta cũng đâu cần tốn sức để xử lý đám tay sai còn lại. Nhà ngươi nói rằng mình đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi đúng không đừng lo gì hãy cứ nghe lời ta và đợi thêm một chút nữa sẽ được tận hưởng cảm giác đó. Tiểu mã sung sướng như gặp được thần tiên điều đó cũng phải thôi bởi nam chính đã từng bị bắt cóc và sống một cuộc đời khốn nạn còn hơn thế này mà. Sau khi bị bắt cóc đến đây tiểu mã chưa một ngày nào thoát khỏi nỗi đau đớn dày vò trong tâm can nếu không bị ngược đãi về mặt thể xác thì cũng là tinh thần bị dày xé đến tan nát. Sau đó nó đã quyết tâm rằng dù có dùng cắt gì đi nữa cũng quyết phải trả thù tiểu lôi âm tự và cả quý an lẫn ân diệu cũng như thế. Tính mạng chúng có ra sao cũng không quan trọng chỉ cần có thể trả thù có phải bỏ mạng thì cũng chấp nhận. Có lẽ hành động của chúng hiện giờ chính là xuất phát từ lòng thù hận đối với tiểu lôi âm tự chúng không còn chút luyến tiếc gì đối với mạng sống của mình nữa. Tiểu mã xoay xoay bảy chiếc vòng quanh người rồi hiện ra đầy sát khí với nụ cười man dợ cùng hai người bạn chậm rãi tiến đến chỗ huyết Phật. Đôi mắt huyết Phật lúc này dường như đã bừng lên ngọn lửa thế nhưng lão không thể di chuyển được bởi vì thất bộ truy hồn tán đã bám chặt vào lòng bàn tay. Cứ đợi mà xem chỉ cần tao phá được độc khí thì tất cả các ngươi sẽ xong đời hết mà thôi. Thất bộ truy hồn tán gom thành hình tròn rồi xoay vòng trong lòng bàn tay lão huyết Phật vận thêm nội lực ngay tức khắc tam mũi chân hỏa xuất hiện xoay vòng vòng lửa chính là tương khắc của độc thất bộ truy hồn tán dù có khủng khiếp đến mấy cũng không sao trụ được thứ đó đám nhóc lao vào tấn công và ở phía sau phiêu nguyệt cũng tranh thủ tí chút tam mũi chân hỏa có thể thiêu dụi được độc dược mạnh mẽ của đỗ oanh tuy nhiên đây không phải là kịch bản nam chính cùng cách đàn em mới nhận của anh không hề không nghĩ tới huyết phật có thể mạnh nhưng liệu hắn có đủ trình độ đối đầu với bốn người một tử thần và ba con sói hoang dại khát máu đây lão ma tăng gào lên dùng hết chân khí rồi phả ra một ngọn lửa lớn vây lấy xung quanh thân mình để mong thiêu cháy hết các sinh vật sống Thật là khủng khiếp khi thấy sự tức giận này cơ ngươi từ đời trước truyền lại và cả cơ đồ một đời gây dựng bị phá hủy làm sao có thể không điên cơ chứ? Tại rồi sẽ cần phải hy sinh thêm cả đám huyết tăng rồi tiểu lâu la nếu còn sống huyết phật sẽ đi tu hạnh khổ đầu đã rồi kết nạp thêm các đệ tử mới. Hắn chẳng quan tâm về sự sống còn của mọi người đó là những con người hy sinh cả thanh xuân để làm vật thí nghiệm chẳng hạn như hắc ám, không động tạo ra một tiếng nổ lớn và làm vỡ nát hết cái gọi là vạn pháp điện nơi chứa những bí mật lẫn tội ác mà chẳng ai biết rõ nó là gì cả hắc ám cùng với một số ma la huyết tăng ở bên ngoài tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra. Điều quan trọng hơn là lão đại của hắn vẫn còn sống sau khi đã phá hủy độc khí của phiêu nguyệt phân tán. Trong thấy pháp tông cao cao tại thượng đứng được một chỗ hắc ám gào lên như thấy có ánh sáng chân ái đời mình. Hắn yêu cầu đàn em tất cả cùng đi xuống dưới để trợ giúp huyết Phật tìm kiếm xác phiêu nguyệt. Chẳng cần nói hàng chục cái bóng quần áo dườm già mập mờ trong ánh lửa rực cháy cứ thế nhảy xuống hố. Dường như tâm trạng của ai nấy đều rất vui vẻ khi người đứng đầu tiểu lôi âm đã tiêu diệt hết kẻ đột nhập và ba đứa trẻ làm loạn. Lão nghĩ rằng đã dồn hết nội lực vào đòn vừa rồi nên tất nhiên là sẽ trở thành cho bụi tuy vậy mọi việc xong xuôi tại sao trong lòng vẫn cảm thấy nhức nhói thưa trụ chỉ việc thu dọn cứ để tụi em lo ngày nên đi nghỉ ngơi mai còn đi khất thực sớm. Làm gì có cái chuyện đơn giản như thế khi gương mặt nguy hiểm của tiểu mã bỗng dốc hiện ra. Mỗi lần nó di chuyển là bảy chiếc vòng ở trên người cứ kêu len canh khiến cho những nạn nhân lại càng thêm sợ hãi chỉ cần lướt qua đến đâu là sẽ có án mạng xảy ra đến đấy bởi lẽ cách ma la huyết tăng không kịp làm gì. Quả đúng như mong đợi với tất cả những tâm huyết được dồn vào lũ trẻ thì tiểu lôi âm tự đã tạo ra được những con quái vật. Thế nhưng bọn chúng lại không hề biết được rằng những con thú hoang này đã bị sổng trùng và giờ đây chỉ có chết chắc mà thôi. Nhìn thấy các đồng liêu đồng bọn đầu rơi máu chảy thì cách thành viên trong ma la huyết tăng giận tím mặt như muốn lao đến bóp nát tiểu mã. Nhưng không chỉ có riêng một mình cậu bé hiếu chiến này mà còn cả hai đứa nữa nhìn thấy quý an giết chết nạn nhân ngay trước mắt tiểu mã bỗng trở nên khó chịu vì bị vụt mất con mồi ngon với đôi tay sắc nhọn quý an đã an ủi rằng không cần phải lo bởi vì vẫn còn rất nhiều người để giết cơ mà tôi thì cũng phải bao năm nay chịu đau đớn có lẽ đám trẻ sẽ không để cho các tăng nhân được chết trong yên ổn một cuộc thảm sát thật sự theo nghĩa đen máu bắn khắp nơi và những bộ phận cơ thể rời rạc dưới sàn đây là thực lực của nhi lang đội và tiếc thay tiểu lôi âm tự đã không biết tận dụng mà tự hình thành con dao hai lưỡi tự giặt đứt tay mình lợi dụng tình hình đương lúc hỗn loạn phiêu nguyệt đã âm thầm động tay động chân với huyết phật trong khi lão đang định di chuyển để cứu giúp đàn em thì bất giác dây lên một tiếng bởi lẽ có những sợi tơ nhỏ đang vô tình siết chặt lấy cái cổ cho đến bây giờ có nhiều người đã phải bỏ mạng bởi các thức này thế nhưng huyết phật lại khác hẳn với các võ giả mà phiêu nguyệt đối phó trước đó hắn ta dùng cả hai tay để cắt đứt ngân ti mà chẳng thèm quan tâm đến những vết thương sức sát nhỏ trên cơ thể những sợi dây vô hình sắc bén đã từng giết chết hàng trăm mạng người nhưng lại không hề có tác dụng tuy nhiên phiêu nguyệt cũng chẳng thèm thất vọng phản ứng của kẻ địch cũng nằm trong dự đoán của nam chính nên anh đã tiếp tục phóng ra u linh dục huyết phật ngay lập tức thi triển thiên long tầng tầng vô thượng cang để ngăn cản khiến cho những ám khí đụng phải bức tường vô hình mà rơi xuống đất luôn nhìn vào trong bóng đêm sâu thẳm trước mắt lão hét lên chỉ có mấy trò vặt vãnh ấy mà đòi giết ta hay sao không có lời nào đáp lại cả chỉ là phiêu nguyệt xuất hiện rồi chậm rãi tiến đến mà thôi huyết phật hét lớn rồi bắn người về phía nam chính lão vung nắm đấm lên ta biết thừa ngươi đang trốn ở đâu rồi nha năm đấm của tên này đỏ chói hệt như thiên thạch vụt qua bầu trời đêm đây chính là quyền cang thiên long tầng tầng vô thượng cang là loại võ công sở hữu cang khí mạnh nhất trên thiên hạ nếu tu luyện đến cảnh giới thượng thừa có thể tùy ý sử dụng cang khí hệt như hơi thở của mình nhưng phiêu nguyệt không phải kẻ mà huyết phật có thể dễ dàng hạ gục chỉ với đôi ba chiêu khi chưa tung hết thực lực của bản thân trong màn đêm ấy chỉ nhìn thấy những tia sáng của thu hồn ti lóe lên rồi lại tắt cứ thế lặp lại mấy chục lần còn huyết phật thì cứ vung tay như muốn đấm cho phiêu nguyệt đến nát bét không định hình lại thân xác thì thôi thậm chí hắn giờ còn dùng hộ thân cang khí làm cho u linh dù chẳng xâm nhập nổi chứ đừng nói là đâm chọt linh tinh mặc kệ không cần biết kẻ thù có bỏ độc vào hay không lão vẫn uy tín nắm chặt toàn bộ ám khí tất cả đều trở thành bột mì luôn sau khi huyết phật nghiến răng bóp nát đồ mà huynh đệ họ đường làm cho anh ở tứ xuyên trận đấu này lửa tạm thời dừng lại quảng cáo vì đôi bên chỉ muốn thăm dò thực lực của nhau là như nào không phải như vậy mà phiêu nguyệt e ngại vì lúc này đã lôi từ trong người ra loại vũ khí mới phải lâu lắm rồi mới có người tạo ra động lực để nam chính dùng tới những sức mạnh vốn dĩ đã ngủ rất sâu bên trong tâm khảm trước khi đi đường sở truy đã đặc biệt làm cho một chiếc áo choàng tuy rằng không dặn nhưng cậu ta vẫn cứ phải làm cho nó yên tâm ấy thế mà nay phiêu nguyệt đã phải dùng đến những thứ bí mật ở bên trong coi như là tôn trọng huyết phật một lần Vu linh dù không thể chịu nổi sức mạnh thế nhưng thu hồn ti thì vẫn lành lặn nên đã lập tức nằm gọn ở trong chiếc áo ấy có thể hình dung ra rằng nó giống như là một vòng xoay vô hạn nhưng cũng vô cùng nguy hiểm nếu như chẳng may chạm phải Nam chính loay sáng đôi mắt như thể báo hiệu trận tử chiến sẽ lại được tiếp tục và anh là người chủ động bắt đầu. Ở phía xa kia huyết Phật vẫn đứng yên một chỗ vận khí lực để chờ đợi xem kẻ xâm nhập này muốn dở trò gì nữa. Tiêu Nguyệt vung chiếc áo choàng che chắn lấy bản thân để tránh khỏi nội lực khủng khiếp kia. Tranh thủ thời gian đó thì những ám khí chỉ nhỏ bằng sợi tóc bắn ra như một cơn mưa sao băng. Huyết Phật tỏ vẻ kiêu ngạo mà không thèm né tránh chỉ chờ đợi đến đúng dịp hắn sẽ phá hủy hoàn toàn chiêu thức ấy. Đã hàng chục năm nay tên này tu luyện nội công đến mức khủng khiếp vì thế nên không quá khó khăn để hắn ngăn chặn lại được. Thiên Long tầng tầng vô thượng cang đã đánh mất thu hồn ti và trước sức mạnh khủng khiếp của cang khí nó bị đứt ra thành nhiều đoạn. Sau khi hủy đi được vũ khí của Nam Chính Huyết Phật tiếp tục một màn đáp trả bằng cắt lao đến để áp sát. Ngọn lửa rất lớn bắn thẳng vào người nhưng đơn giản chỉ là nhích sang một bên rồi chờ đợi những hành động tiếp theo mà thôi. Nhìn cứ tưởng là đang phòng thủ nhưng không phải bởi lẽ cách ám khí lại gắn kết với nhau hệt như một con bạc xà. Tiêu Nguyệt vung tay vào khoảng không vô định thứ đó tắt ra thành ngàn mảnh và cứ thế đánh bật mọi vật cản. Ngay từ ban đầu và kể cả lúc bắt cóc nam chính của chúng ta không hề được học một loại võ công cơ bản nào cả vì thế nên trong thời gian đi làm sát thủ anh đã may mắn tiếp thu được những kiến thức võ học của nhiều môn phái. Tất thập nhị phá kiếm cũng là một trong những chiêu thức kinh điển mà phiêu nguyệt từng học được trước khi ám sát chết hậu khởi chi tú của thanh thành phái. Thứ kiếm pháp mây trôi nước chảy của môn phái này vô cùng ảo diệu nó giống như một làn nước mắt lạnh dội ngược thẳng vào tâm trạng giận dữ và hừng hực khí thế của huyết phật. Tuy nhiên vì đây là địa bàn của mình nên hắn chẳng còn quan tâm xem loại võ công kia là của ai và mạnh ra sao cả. Lão vẫn ở yên một chỗ tự tin rằng bản thân có công pháp thượng thừa được tu luyện kỹ lưỡng sẽ không một ai đánh bại. Thiên Long tầng tầng vô thượng càng tạo ra áp lực vô hình và cứ thế huyết Phật dùng nắm đấm vung lên liên hồi không nghỉ. Trong một trận chiến đôi bên không cần nhất thiết phải đọ chiêu mới có thể phân thắng bại. Phải mất đến hơn 5 phút thì trụ trì tiểu lôi âm tự mới hóa giải chiêu thức của Thanh Thành nhưng quần áo thì rất bươm hệt như một thằng ăn mày lộ ra hình xăm đầy người vẫn là kịch bản như lúc ban đầu đó là những gì phiêu nguyệt tung ra đều bị đánh chặn tuy nhiên lần này cũng khiến cho đối phương thở không ra hơi ánh mắt của lão cũng sáng lên bởi vì trong đầu nghĩ rằng bây giờ đã nắm được cơ hội chiến thắng chắc ở trong lòng bàn tay có lẽ giờ sẽ là lúc trận tử chiến ở giai đoạn căng thẳng nhất bởi đôi bên đã hiểu rõ từng chiêu thức của nhau phiêu nguyệt đã tạo ra sơ hở để đối phương lầm tưởng bản thân đang tiến gần đến chiến thắng anh dẫn dắt kẻ địch vượt qua khỏi giới hạn của bản thân cuối cùng rơi vào địa ngục không lối thoát chuyển động của huyết phật giống hệt một con rồng phi thăng không ngừng nghỉ liền sau đó phiêu nguyệt thi triển xà hành bộ đối phó với lão ta cảnh tượng trước mặt hệt như cuộc chiến giữa long và xà dù ai nhìn vào cũng thấy phiêu nguyệt chính là bên bất lợi cuộc đối đầu với phong tôn đã để lại cho nam chính rất nhiều bài toán cần phải xử lý từ trước đến nay anh đã có thể dễ dàng ám sát được bao nhiêu cao thủ chỉ với sắc pháp luyện được ở dưới hang động nhưng khi đối đầu với phong tôn thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác ông ta quá mạnh và cảm nhận được sự thiếu sót của mình phiêu nguyệt đã rất nỗ lực để nâng cao võ công bản thân và cũng giác ngộ được vài điều đó chính là muốn đối phó được với những cao thủ giống như phong tôn thì cần phải biết cải biến chiến thuật tuy chỉ là những điều nhỏ nhặt và cần phải nghiên cứu thật nhiều trong tương lai nhưng trong số đó vẫn có thứ có thể dùng ngay được nam chính đã nỗ lực rất nhiều rồi hình thành phong thái chiến đấu mới của một sát thủ đẳng cấp cũng chẳng biết phiêu nguyệt đã nghĩ ra cái gì nhưng giờ đây có thể thấy khí lực của huyết phật đang áp đảo hoàn toàn hắn chẳng có gì phải ngại ngần gì ở chỗ này bởi vì thua cũng chết mà thắng thì còn nhục hơn khi toàn bộ tiểu lôi âm tự sắp bị phá hủy tan nát loại võ phiêu nguyệt nghĩ ra chính là mã nghĩ địa ngục nhưng nó cũng không hẳn là võ công đây là phương thức chiến đấu mà chỉ những sát thủ giống như anh mới có thể làm được một phương thức cực đoan đánh lừa kẻ địch để kéo chúng vào không gian của bản thân sau đó đánh vào nhược điểm rồi khiến chúng chật vật dĩ nhiên để làm được như vậy thì cũng cần phải hy sinh thân mình khiến đối phương lơ là cảnh giác Căng khí lướt qua vai phiêu nguyệt với một khoảng cách rất nhỏ tuy không đánh thẳng trực tiếp nhưng hậu quả để lại khiến cho da thịt xoắn lại theo hình xoắn ốc và xuất hiện những cục máu đỏ sẫm phiêu nguyệt tiếp tục sử dụng tâm tốc để ngang bằng với tốc độ thi triển nắm đấm của huyết phật. Nam chính cũng là con người cũng biết đau và cảm nhận được những sự đau đớn như bao người khác. Nhưng anh cũng khác với những người khác ở chỗ là biết cắt đè nén và chịu đựng cơn đau của mình. Muốn kẻ địch mạnh ngừng thở thì cũng phải chịu được vết thương một cách thích đáng nguy hiểm lúc nào cũng rình dập bởi vì càng lại gần kẻ địch thì những chuyện liên quan đến tính mạng lại càng gần hơn chẳng may dính phải đòn thì e rằng xương cốt sẽ gãy nát và da thịt thì cũng bốc khói mà thôi nếu chiến đấu một cách bài bản thì hắn khó mà có thể gây tổn thương cho nam chính được cơ giận của huyết phật bùng phát luồng căng khí xoay tít quanh người lão chảy cuồn cuộn luồng căng khí xé rắt y phục cứa vào từng sớ thịt máu trào ra cơn đau dữ dội chạy dọc sống lưng nhưng phiêu nguyệt vẫn không hề thốt lên tiếng rên rỉ vì đau dù chỉ một lần chỉ cần sai sót sẽ mất mạng việc này chẳng khác gì đang trên một sợi dây trên vực thẳm sâu ngàn trượng vừa đấm nhau phiêu nguyệt vừa mệt mỏi chẳng biết làm cách nào để lừa huyết phật vào trong hắn có phải đầu óc ngu si tứ chi phát triển đâu mà im lặng ngoan ngoãn rồi vâng dạ nghe theo những gì anh sai khiến nếu để so sánh thì đây cũng thuộc dạng đối thủ xương sầu tuy nhiên còn thứ công pháp mà phiêu nguyệt cần áp dụng chưa thành giả như là một cao thủ khác thì ắt hắn người đó sẽ phải bồn chồn trong lòng bất an khi gặp tình cảnh này có lẽ kiểu người như huyết phật cũng sẽ là như vậy nhưng cần phải câu kéo thêm thời gian hơn Phiêu Nguyệt thấy dần dần thì bọn chúng sẽ tin tưởng mà mất cảnh giác rồi sẵn sàng nằm xuống cái hố mà anh đào sẵn. Bây giờ đây sau một hồi là lướt ảo diệu và chịu đau đôi chút không gian mã nghĩ địa ngục mới bắt đầu đi vào cầu. Huyết Phật mải đấm quá nên hắn đã vô tình đi lạt vào nơi đó ở cái nơi tối tăm chỉ có một mình Phiêu Nguyệt mới thấy được. Đây là một phương thức thậm chí còn không thể thử nghiệm nếu không tự tin vào năng lực của bản thân hoặc tính quyết đoán dám ném mình vào nguy hiểm cũng như là sự táo bạo không chớp mắt ngay cả khi đang trong tình huống nguy hiểm dường như bây giờ huyết phạc cũng nhận ra có điều gì đó khác lại nhưng hắn chỉ nghĩ rằng là do đối thủ đang mệt mỏi mà thôi tên khốn nạn chưa gì đã như vậy tại sao tấn công yếu thế chỉ biết dùng mấy thủ đoạn kỳ quặc thực ra lại chẳng có tác dụng gì cả quả nhiên nhà ngươi cũng chỉ là một tên sát thủ tầm thường không có tuổi đánh nhau với ta thật ra phiêu nguyệt bày ra kế hoạch tỉ mỉ như thế này là để nắm chắc phần thắng ở trong tay mình chứ không phải chỉ là diễn chơi hắn ta bắt đầu dồ ga đá số gầm lên như muốn xơi tái kẻ xâm nhập lạ mặt trước mắt căng khí chảy ào ào trên người và hàng trăm cú đấm cháy nổ hiện ra đến mắt thường cũng không thể nhìn thấu. Ở thời điểm này khi đối phương đã nắm chắc phần thắng thì sẽ tung ra đòn tấn công nhưng chắc chắn sẽ tồn tại một lỗ hổng. Đây cũng chính là mấu chốt giúp phiêu nguyệt nghĩ đến một cách thức giết người mới hơn. Anh lao đến như con thiêu thân mà chẳng còn quan tâm xem nội công nội lực của huyết Phật là khổng lồ ra sao. Phiêu nguyệt xuyên qua căng khí rồi dùng u linh du đâm vào hoành cắt mô của huyết Phật. Hoành cất mô là một trong những điểm chí mạng của con người nếu một nơi như thế bị phi đao đâm vào thì chắc chắn không thể lành lặn được. Trụ trì tiểu lôi âm tự đẳng cấp năm nào giờ đây đã chẳng cười nổi khi vô thức ho ra máu mắt mũi lờ đờ. Nếu là một người bình thường thì sẽ mất mạng từ lâu rồi nhưng nhờ có nội công thâm hậu dẫu bị thương nhưng lão vẫn có thể trụ được tí. Lần này phiêu nguyệt thi triển phá ngọc để tập trung toàn lực vào một điểm nhất định. Đối thủ của anh lảo đảo và chẳng nhận ra nam chính còn dùng cả hắc lôi lao nhanh như một tia chớp giữa màn đêm sâu thẳng rồi lóe sáng lên ở điểm hoành cắt mô phiêu nguyệt còn găm thêm u linh dù nên gần như nội tạng của huyết phật bị phá hủy dù nhà ngươi có nội lực bảo vệ bên ngoài thì cũng vậy bởi nội bộ bên trong cơ thể đã thế thì làm sao mà ngăn chặn được đây đòn tấn công lấy u linh dù làm vật trung gian khuấy động bên trong cơ thể lão giống như một giọt nước rơi xuống mặt ao tạo ra những gợn sóng lan tăn trên đó làn da huyết phật trở nên nhăn nhúng đen đúa và đôi mắt cũng chẳng còn có dấu hiệu gì của người sống nỗ lực cạn dần như thủy chiều xuống khiến toàn thân lão trở nên lão hóa một cách nhanh chóng và đó là kết thúc của tiểu lôi âm tự người đứng đầu đã chẳng còn chỉ còn lại một cái xác không hồn vô tri chẳng có chút giá trị huyết phật nằm đó trong sự thương tiếc xót xa của cách đàn em vây xung quanh nước nở cách ma la huyết tăng hét lên như những con thú hoang chứng kiến cảnh con đầu đàn bị tiêu diệt do không giữ nổi lãnh thổ địa bàn thế là tất cả bọn chúng này ra ý định tấn công nam chính vì nghĩ rằng anh đã bị thương nên không thể bỏ lỡ cơ hội được tiểu mã cùng những đứa trẻ kiên trì bám sát theo chúng để giữ chân chúng lại nhưng mấy người vẫn thoát khỏi tay bọn trẻ và hướng về phía phiêu nguyệt Thằng bé gào ầm lên rõ ràng là hứa cho giết hết giờ thì lại bỏ chạy thế này thì còn gì là chuyện giả thù nữa. Bỗng lúc đó có tiếng thét như tiếng sư tử gầm vang kiếm kích cường mãnh đánh thẳng vào hòa thượng cuối cùng trong huyết lôi thập tăng. Hang động lộ thiên ở phía trên cao kia bỗng một cái bóng vụt qua như hồn ma khiến cho mọi thứ rung chuyển dữ dội. Chẳng ai có thì giờ để ý vì vẫn còn một lũ huyết tăng giận dữ chỉ muốn tìm nam chính giả thù. Ngay lúc đó một nam nhân cao lớn nhảy xuống che chắn và tạo ra một danh giới sinh tử rõ rệt. Vậy là những thành phần sót lại của tiểu lôi âm đã im lặng rồi chờ đợi quan sát trong khi bị khói bụi che lấp tầm nhìn. Có lẽ các bạn cũng đoán ra là ai rồi phải không người đó có thể coi là bằng hữu cũng có thể coi là bạn tâm giao của phiêu nguyệt tuy thân nhưng lại xa lạ. Nam nhân ấy có đôi mắt to sáng khuôn miệng đóng chặt trông như một con hổ thân hình của y tựa như một tòa tháp làm bằng sắt. Sau khi quan sát tình hình hồi lâu thì chân kiếm vũ nở nụ cười rồi hỏi thăm sức khỏe của phiêu nguyệt. Nam chính chẳng biết nói sao nữa việc quan trọng làm xong chẳng lẽ nó lại đến đây để dọn dẹp giúp hay sao vì bị mất dấu ở giữa chừng cho nên tôi hơi mất nhiều thời gian mới tìm đến được nếu không phải do tới được tòa tháp kia và nghe thấy tiếng nổ ban nãy thì còn lâu mới thấy cậu nha chân kiếm vũ đi đến thở phào nhẹ nhõm vì may mà vẫn chưa muộn nhưng coi bộ chuyện lớn nhất đã được giải quyết rồi thì phải anh ta đã để viên gia linh một mình quay trở về thành đô còn bản thân thì đuổi theo phiêu nguyệt xem ra giờ thì tôi chỉ có thể giúp cậu vài việc nho nhỏ mà thôi phải không thế là công cuộc kết thúc tiểu lôi âm tự sẽ phải làm luôn và ngay nhưng chân kiếm vũ thì hơi lo phiêu nguyệt đang mất sức Điều đó là dĩ nhiên nên nam chính nói cho mình nợ lần này lần sau hứa giả cả lãi đâu cần giặt dòi như vậy chúng ta là bạn mà nói xong hai người tiến về lũ ma la huyết tăng. Sau đó không lâu lắm thì tiểu lôi âm tự hình như chỉ còn lại đúng có một mình hắc ám. Mặt mũi hắn bịt kín hết lớp băng cho nên cũng chẳng biết bây giờ là đang vui hay buồn nữa. Ở phía trên cao tên này nhìn xuống thảm cảnh bên dưới thì chỉ có những người đột nhập và đám trẻ con vui đùa cùng với nhau. Chân kiếm vũ vẫn như thường cất đi thanh kiếm rồi kêu phiêu nguyệt là bằng hữu. Nam chính tỏ ra chán ghét ra mặt vì anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ có bằng hữu làm gì cho phiền phức cả. Cậu đã cứu được viên giai linh thì ta xin đa tạ bởi nó cũng đã quay trở về thành đô rồi. Chân kiếm vũ vốn đã rất cố gắng để đuổi theo phiêu nguyệt đến tận đây bởi lẽ từ đầu cậu ta không hề biết một chút gì về truy tích thuật. Vốn dĩ y sẽ không đời nào có thể đi theo được nam chính nhưng lại là một người có trí óc vượt trội. Khi đuổi theo hắc ám và viên giai linh phiêu nguyệt đã giải thích những điều cơ bản về truy tích thuật cho nghe chỉ là tôi bắt trước những gì cậu đã làm và nhớ có sự giúp đỡ của một vài vật thuộc đạo ra nữa với sự trợ giúp của một món đồ tên thiên nguyên bàn chân kiếm vũ có thể thông qua pháp trận nên tìm thấy phiêu nguyệt nam chính cũng không nói gì chỉ là bây giờ anh cảm thấy mệt mỏi vì nội lực bên trong rất hỗn loạn nếu trễ thêm một chút thì khó mà liệu được kết quả mặc dù biết thuật pháp của tiểu lôi âm tự rất lợi hại nhưng không ngờ bọn họ lại có cao thủ mạnh tới cỡ như thế này rốt cuộc là do thủ đoạn gì mình thật sự tò mò về tình trạng hiện tại của phiêu nguyệt nghĩ xong chân kiếm vũ lịch sự mời nam chính cùng mình quay trở về thành đô nhưng anh đã từ chối Tiểu Lôi Âm Tự vẫn chưa được giải quyết rứt điểm thế nên Phiêu Nguyệt cần phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ hơn. Ở cất đó không xa thì ngọn lửa đã lan ra hết toàn bộ khu vực của Tiểu Lôi Âm Tự bởi vì chẳng còn có ai để dập đám cháy cả. Hắc Ám thì chạy ra khỏi Vạn Pháp Điện với bộ dạng lúc này cứ phải nói là mình đầy thương tích. Trên mặt Y đã tràn ngập nỗi sợ hãi khôn cùng mặc dù trước đây từng là kẻ đào bới và tinh thần của người khác rồi cười trên nỗi thống khổ của họ. Có thể nói là một người vốn chưa biết sợ hãi là gì nhưng bây giờ chỉ còn lại là một màu khiếp đảm. Bây giờ hắn chẳng biết phải làm như nào tiểu lôi âm tự thì cũng bị san thành bình địa nên chẳng có chỗ nào để nương thân nữa. Kể mà tên này sợ hãi không phải là chân kiếm vũ là người giao chiến đường đường chính chính mà chỉ là phiêu nguyệt một người sở hữu cảnh giới cao cường lại còn ra tay vô cùng tàn độc hơn nữa lại còn là một kẻ có quỷ kế đa đoan thâm sâu khó dò. Trong đầu hắc ám chỉ có một suy nghĩ là phải rời xa nơi này và cần đến bố Đạt La Cung hay còn gọi là Cung Điện Bô Ta La một kỳ quan nằm rất xa ở phía Bắc. Bố Đạt La Cung ở một nơi cắt rất xa nơi này nên phiêu nguyệt dù có khủng khiếp đến mức nào cũng không thể theo y đến nơi đó được. Dù hắn tài ba thần thông quảng đại xuất quỷ nhập thần độn thổ cách thứ thì còn lâu mới bắt được ta. Chạy được một lúc hắc ám cảm giác lồng ngực như bị ép đến nghẹt thở và muốn nổ tung ra. Hắc ám đá vào cổ thụ mà mình vừa dựa vào rồi định xài bước đi đột nhiên có thứ gì đó siết chặt lấy cổ y trên mặt y lúc này đã tràn ngập nỗi kinh sợ không cần phải nhìn mặt thì cũng đoán ra là gì rồi phải không những sợi thu hồn ti vô hình từ lúc nào mà đã cắt đứt cây cổ thụ to lớn nơi hắc ám nất hắn cứ cố gắng chạy thì những sợi dây kia lại càng dày đặc như một mạng nhện không có cắt gì thoát khỏi mặc dù chưa thấy mặt phiêu nguyệt nhưng tên này biết nếu thấy thì chỉ có bỏ mẹ luôn cứ như thế thành viên cuối cùng của tiểu lôi âm chạy thật sâu vào trong khu rừng hắn cũng là kẻ biết ẩn nấp nên khá thích hợp với màn đêm sâu thẳm của cảnh vật chung quanh tuy nhiên nếu để so sánh hắc ám là bậc thầy thì phiêu nguyệt còn là ông nội của bậc thầy dù trang vì quá mệt và mất sức lại đói lẫn khát hắc ám tiếp tục nép vào một gốc cây để lấy sức hắn dựa vào một thân đại thụ rồi thở hồn hển trong lòng vốn không có ý định nghỉ ngơi lâu chỉ cần điều chỉnh tại nhịp thở ý sẽ rời đi ngay và rồi cái gì đến cũng đã đến những sợi thu hồn ti như có ma lực nhẹ nhàng vòng qua cả cơ thể hắc ám chẳng thể nhận ra nổi và khi biết thì chuyện cũng đã muộn hắn bị trói chặt vào gốc cây thu hồn ti siết chặt vào yết hầu nếu chỉ di chuyển mạnh hơn thì chắc chắn là đứt luôn cổ lần này hắc ám thật sự sợ hãi và nước nở nhận lỗi dù không biết phiêu nguyệt đã đến hay là ở đâu con người một khi bị thương đều sẽ bày ra bộ dạng đau đớn hoặc có chút dao động nào đó hắc ám cũng như vậy chỉ là bộ dạng hắn cứ thế nào mà thôi mà lại càng như thế thì phiêu nguyệt lại càng chán ghét hơn khoảnh khắc đó ngân ti sắc bén lập tức xuyên qua cổ y mà không hề phát ra tiếng động nào hắc ám cũng chẳng cảm nhận được cơn đau đớn ngay lập tức cái đầu nhanh chóng tắt rời khỏi cơ thể mà lăn lông lốc trên mặt đất đây chính là kết cục mà Hắc Ám phải nhận lấy một cái chết giúp y thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với Phiêu Nguyệt. Sáng hôm sau bình minh ló dạng tới rực rỡ và cho thấy tương lai tươi sáng của ngôi làng nhỏ cạnh tiểu lôi âm tự. Ba đứa trẻ lại trở về với bộ dạng hồn nhiên ngây thơ nhưng vô số tội lỗi. Ân Diệu bỗng lên tiếng khi nhìn về phía các vị ân nhân của mình như có một câu hỏi mở. Với đôi mắt tinh tường nhìn thấu Hồng Trần Quý An tự có một câu trả lời sắc đáng về việc ai mạnh hơn ai giữa Phiêu Nguyệt và Chân Kiếm Vũ thế nhưng cả ba đứa trẻ chẳng nói thành lời mà chỉ cười rồi hướng tầm nhìn đến đôi bạn ngỡ như thân mà lại xa lạ kia mặc dù phiêu nguyệt có phần trên cơ hơn vì kinh nghiệm đấm nhau nhưng chân kiếm vũ cũng chẳng phải là miếng thịt dễ ăn bọn nhóc có tỷ thứ để so sánh vì chúng biết cả hai ân nhân đều mạnh mẽ và chẳng bao giờ họ giao thủ với nhau cả nếu huynh ấy là một cây thương sắc bén thì người kia sẽ là một thanh cự phủ to lớn và mạnh mẽ chân kiếm vũ cảm thấy cơ thể của phiêu nguyệt chưa ổn nếu không phục hồi kịp thì cứ ở đây nhưng nam chính thì gạt đi cho rằng tình trạng của mình là rất tốt cũng chẳng có gì quan trọng lắm bởi lẽ cậu ta đã gạt bỏ đi mối thù mà anh đã giết chết bạn thân ở trong nhóm của mình. Phiêu Nguyệt cho rằng không quên cũng không sao nếu thích thì rút kiếm ra chúng ta đấu kiếm luôn. Cứ giải quyết như vậy bởi đây là tâm nguyện của tôi nên tôi cũng không muốn phải sống mà mắc nợ người khác và nợ thì tất nhiên phải trả. Cảm ơn cậu vì đã chấp thuận tâm nguyện giải quyết ân hoán này mà tôi đã mong ước bấy lâu. Không có gì là ơn huệ ở chỗ này bởi vì ta cũng đang muốn tìm hiểu một vài thứ đấy nói xong cả hai lại lao vào nhau chuẩn bị đấu kiếm một tí cho nó lại sức vì dù dư thời gian là có thừa để trở về còn đám nhóc đang hóng hớt thì sao liệu tương lai chúng thế nào đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ và theo dõi tiếp với bé khôi nhà mùa xuân năm trước và cả năm nay ở thành đô liên tiếp xảy ra những sự kiện lớn cả hai vụ việc đều làm dung chuyển cả một thị trấn lớn và tổn thất nhận về cũng vô cùng nặng nề thế nhưng sau vài tháng trôi qua lương dân thành đô tại quay về cuộc sống bình thường vốn có tựa hồ như việc đó chưa từng xảy ra nơi đây cũng là nơi vô cùng màu mỡ với các thương nhân và tiêu cục đây đúng là bản gốc rồi lưu kỳ thiên đặt quyền sắt lại rồi ẩm bẩm sau khi nghỉ hưu ông vô cùng xem mê những lời dạy bảo của Phật giáo may mắn thay con trai ông đã tìm được bản gốc ở tỉnh Thiểm Tây và ủy thác cho Triêu Minh tiêu cục chuyển đến lúc này Tạ Công Lân tầm tuổi đôi mới đi cùng tiêu cục đang chán nản nhìn ngó hắn vốn dĩ chẳng có tài gì chỉ là cháu vợ của ông ngoại bà hàng xóm của sở quốc trường tổng tiêu cục nên mới được cho đi làm Tạ Công Lân khá bất mãn vì phải ở lại đây một thời gian để đợi giả lương thưởng nên cũng hơi nhớ mùi vị của đàn bà không có nữ nhân nào hết có gì mà sướng chứ hắn cảm thấy đám tiêu đầu và tiêu sư ngồi cười nói quanh đó đều như những kẻ điên. Thế là tên này bắt đầu đi lang thang vào phố xá để tìm kỹ lâu hoặc là chỗ nào đó hay ho vì đi tiêu vận mấy tháng chẳng được xả e tí nào. May mắn cho hắn có một con phố đèn đỏ các quán trọ đại khánh không xa đột nhiên công luân dừng lại bởi do nhìn thấy một tiểu nữ tử thì phải. tuổi đời tiểu nữ tử đó mới chỉ khoảng 14 nhưng thần thái của nàng lại vô cùng kỳ quái hắn lập tức bật ra lời cảm thán đầu nàng hơi cúi xuống một chút ánh mắt hơi mơ màng chiếc cổ trắng ngần lộ ra vô cùng quyến rũ từ trước đến nay tạ công luân hắn đã gặp qua vô số nữ nhân nhưng đây là lần đầu tiên có một người sở hữu thần thái thu hút và độc đáo như vậy đối với tên này một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành không phải là vấn đề quá lớn vì thế nên đã theo sau như chó theo chủ không biết tiểu nữ tử có nhận ra chuyện này hay không nàng cứ thế bước đi hắn cẩn trọng theo bước chân thế nhưng nơi mà nàng ấy hướng tới có phần kỳ quái đó là đường đến tuyết vân trang vô cùng bí hiểm được đồn đoán gần đây hắn nghe nói rằng chỉ những người có quyền lực đứng đầu ở thành đô mới có thể ở tại nơi này đụng sai người liệu có vấn đề gì không nhỉ ân diệu nói gì đó rồi cánh cửa mở ra con bé bắt đầu mò mẫm bước vào bên trong như thể rất quen thuộc từ lâu tà công luân lắc đầu dù sao đối tượng nhắm đến chỉ là người mù dù có làm gì đó không phải thì đâu có ai nhìn thấy gì mà lại còn sướng nữa chứ thế là tên này trần trừ một lúc ngó nghiêng xung quanh do trang viên quá hào nhoáng hắn nghĩ bản thân có thể thuận lợi làm sàng làm bậy vậy nên chút cẩn trọng cuối cùng liền biến mất ngay lập tức Tà công luân bắn người trèo qua hàng rào của tư dinh hàng rào cũng khá cao nhưng không thể ngăn một kẻ luyện võ được vài ba năm. Hắn nhẹ nhàng từng bước chân hệt như một con mèo hoang động dục tự nghĩ trong này yên ắng quá mà lại chẳng có canh gác thì ngon cơm rồi. Thế này thì khác gì vô chủ không sơn kia chứ và rồi chính lúc ấy tiểu mã từ đằng sau lịch thiệp hỏi huynh là ai. Đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ phát ra từ phía sau hắn liền quay đầu lại thoáng chốc tạ công luân cảm thấy cổ họng khô khốc đi. Một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi đang vo ve vật gì đó nhưng quái lạ tại sao lại không cảm nhận được nhỉ. Rõ ràng ta không thấy ai cả mà hắn cảm giác như bị ma ám vậy tiểu mã vẫn tươi cười lý giải đệ là người sống ở trong gia trang này. Vậy còn tiểu nữ tử vừa vào đây thì sao tạ công luân nhìn về căn phòng của ân diệu mà chẳng biết mình đã gặp phải một con quái vật ghê gớm. Huynh là tên vô lại thứ 15 đã lẻn vào nơi này đó tiểu mã ngay lập tức bật cười khúc khích. Mỗi lần ân diệu ra ngoài là lũ rồi nhạm cứ bám theo thế này đúng là phiền quá đi mà. Sau đó thì chắc chẳng ai muốn biết kết cục mà tạ công luân nhận phải khi gặp đúng sư đệ của tử thần thành tứ xuyên. Trang viên rộng lớn nhưng khá đơn sơ và có lẽ cũng sẽ là mồ chôn của biết bao nam nhân háo sắc muốn cưỡng bức một nữ tử bị mù. Giải quyết sâu bọ xong tiểu mã chạy đến thư phòng của phiêu nguyệt đòi ăn cơm. Giờ mới có năm rưỡi còn chưa đến giờ làm điểm tâm và nam chính cần phải giải quyết một số thứ. Bữa tối đang được chuẩn bị rồi hãy chờ một tí đi dạo này thì nhà ngươi sống như thế nào rồi? Ở đây khá thoải mái và lại ân diệu cùng với quý an cũng không còn nơi nào để về nữa đấy thưa sư huynh. đệ thì giờ chắc khó mà hòa nhập lại được với gia đình nên hãy cho đệ ở lại đây nha. Tiểu mã hệt như một đứa trẻ dễ mến lại còn tranh thủ nịnh cao tổng quản nói ông là một người tốt bụng. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa không ngừng phát triển thì tiểu mã vẫn cứ như một đứa trẻ chỉ mới 6-7 tuổi thằng bé lại tiếp tục tò mò về lá thư của chân kiếm vũ gửi cho phiêu nguyệt rồi cho rằng hai người đang viết thư tình. Nghe cũng có mùi mùi gì đó vì mối quan hệ không tên của những võ giả thường rất mơ hồ khó đoán. Tiêu nguyệt mấy ngày gần đây như khó ở vì ngày nào cũng bị tiểu mã làm phiền đến độ điên cái đầu. Vốn dĩ anh muốn cư mang vì chúng có tuổi thơ như mình nhưng ai đời cái đứa tiểu mã này lại chẳng khác nào một con tiểu quỷ. Giá như không đi đến tiểu Lôi Âm tự thì tốt biết bao nhưng lỡ mồm nói cho ở cùng rồi thì ai là người chịu đây. Nghe bảo nhà huynh tháp sát ấy ở Thiên Trung Sơn chắc là bây giờ cũng tới rồi, huynh có muốn đi thử hay không? Bữa tối ngày hôm nay tổng quản cao sẽ chuẩn bị ca thiết đãi các ngươi nên đừng khắt xáo hãy cứ ăn uống thoải mái đi. Miễn phi thì đệ cũng không từ chối nha, tiểu mã lại nở nụ cười vui vẻ như kiểu việc huynh huynh làm việc ta ta chọc sau đó thằng bé tung tăng bái chào rồi xin phép đi gọi hai đứa bạn thân là Quý An và Ân Diệu. Thế nhưng trước khi đi được hai bước nó nghĩ ra trò đùa quái gở hơn rồi bỗng dừng lại. Tiêu Nguyệt biết ngay sắp có biến nên liền trừng mắt xem mình sẽ phải đi thu dọn tàn cuộc gì nữa đây. Thật ra không có gì cả chỉ là Tiểu Mã muốn cảm ơn vị nam nhân anh Tuấn kia bởi đã đưa mình ra khỏi hang ổ của Tiểu Lôi âm mà thôi. Nói xong thằng bé chạy đi và không quên lè lưỡi để biết vì sao huynh thích cái vị đại huynh trông như tháp sắt kia rồi nha. Nghe có chút ái ngại khi nhắc đến chân kiếm Vũ Nam chính nhìn vào lá thư mà cậu ta mới gửi đến cho mình. Vậy thì bên trong đã viết gì phải chăng là một cuộc hẹn đấu kiếm đến 300 hiệp không nghỉ? Tiêu Nguyệt cảm thấy thật tào lao và vô vị rồi trông về phía xa hơn trong lòng thầm nhớ đến Thu Hương đã khuất kia.